Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tuấn Hoàng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh cảm động MC Quỳnh Linh đi cứu trợ và những hình ảnh đầy cảm động với người xem. Sáng ngày 26 tháng 7, MC Quỳnh Linh đăng một đoạn clip dài hơn 4 phút với những hình ảnh Sài Gòn trên đường anh đi cứu trợ. Clip có bài hát Sài Gòn tôi sẽ do thầy giáo Nguyễn Thái Dương sáng tác và thể hiện. Chỉ trong khoảng 1 tiếng sau khi đăng, clip đã đến hàng ngàn lượt chia sẻ. Trong đó là hình ảnh Quỳnh Linh đi qua những con phố vắng lặng từ nhà hát thành phố đường Nguyễn Du rồi đến những khu phong tỏa giăng dây mắc khắp mọi nơi. Những ngày thành phố căng mình chống dịch, Quỳnh Linh lại bận rộn với những chuyến xe chở ân tình do anh tự lái xe cá nhân phát hàng ngàn bánh chưng, bánh tét mỗi ngày cho bà con nghèo, bà con khu vực cách ly phong tỏa. MC Quỳnh Linh cùng các nhà hảo tâm đi trao quà đến người nghèo, chở hàng tấn rau củ quả đến các khu vực cách ly, bếp ăn từ thiện. Trên hành trình đó, cộng sự đã ghi lại cho anh những đoạn clip ngắn, những hình ảnh nhìn những bước chân Quỳnh Linh đi trên những con phố vắng, len lỏi qua khu vực giăng dây kín mít dưới trời nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã đã khiến không ít người nao lòng. Giữa hành trình mệt mỏi đó là những phút tựa gốc cây ngước lên trời cao và nhanh chóng kéo khẩu trang xuống và hít một hơi thở đầy lồng ngực, hay là những phút ngã nghiêng bên lề đường. Một chi tiết khiến mọi người hết sức cảm động đó là Quyền Linh dừng chân gửi bánh tét cho cụ già ốm yếu đang cố đạp máy khởi động chiếc xe ba gác cà tàng trên đường Lý Thường Kiệt. Anh đã giúp cụ đạp máy xe và sau đó còn đẩy một đoạn cho xe có chớn. Những hình ảnh lưu lại kỷ niệm ở một giai đoạn Sài Gòn không thể quên trong điện thoại của cha khiến bé Mai Thảo Ngọc xúc động. Và cô bé lọ mọ cả đêm để dựng thành một đoạn clip cùng bài hát Quyền Linh rất yêu thích để tặng cha. Quyền Linh chia sẻ, khi con gái gửi clip tôi xem đi xem lại mà đứt ruột, thương Sài Gòn mình quá. Tôi chia sẻ trên trang cá nhân để mọi người cùng đồng cảm. Rất nhiều bạn đã ngay lập tức nhắn tin cho tôi và họ đã khóc khi xem những hình ảnh đó. Anh tâm sự khi thấy anh đi suốt với những chuyến xe trao quà đến bà con, không ít người đã tỏ ra lo lắng bảo anh cẩn thận bởi dịch bệnh rất căng thẳng không chừa một ai. Tôi cũng có nỗi lo chứ, có ai dám chắc là mình an toàn tuyệt đối đâu. Nhưng đã có hàng trăm người không nề hà lao vào gánh vác trách nhiệm, vì có biết bao nhiêu những bà con nghèo đang chờ đợi, ai cũng sợ thì ai sẽ làm những công việc này. Nhìn những bà chị, cô em xông pha xách từng bó rau, bao gạo tới trao cho người nghèo, mình là đàn ông không lẽ trốn trong nhà. Thôi thì mình cứ góp được chút công sức thì cố gắng. Nói vậy, tôi rất cẩn thận để giữ an toàn cho mình và cho mọi người. Cứ cách khoảng 3 ngày tôi lại test nhanh kiểm tra COVID-19 một lần. Khi trao quà cho bà con tôi giữ khoảng cách vừa đủ. Chỉ mong chúng ta cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là những ân tình từ MC Quỳnh Linh. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Xin kính chúc quý vị vui khỏe và an lành trong mùa dịch. Xin quý vị một đăng ký để ủng hộ. Cảm ơn quý vị.